Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ Bảy, ngày 22 tháng 6 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội làm việc với Ủy ban dân tỉnh về công tác đào tạo nghề. Lâm Đồng đẩy mạnh thực hiện các dự án đầu tư xây dựng mới. Để kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia đạt hiệu quả tốt nhất. Khánh Hòa tăng cường hướng dẫn, chuyển giao kỹ thuật sản xuất hiệu quả cho nông dân. Theo dòng thời sự, gỡ khó cho kinh tế tập thể nông nghiệp. Bây giờ là nội dung chi tiết, nhân chuyến công tác tại Bảo Lộc, ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng đã đến thăm kiểm tra hoạt động của công ty cổ phần bia Sài Gòn Lâm Đồng tại khu công nghiệp Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc. Triển khai hơn một năm nay, dự án của công ty cổ phần bia Sài Gòn Lâm Đồng có vốn đầu tư giai đoạn 1 gần 1.000 tỷ đồng. Đến thời điểm này đã đưa vào chạy thử nghiệm và được kiểm định chất lượng. Dự kiến sản phẩm bia được bán ra thị trường vào tháng 7 năm nay. Với công suất hơn 100 triệu lít một năm, khi đưa vào hoạt động, bình quân mỗi năm, đơn vị này đóng thuế cho thành phố Bảo Lộc khoảng 600 tỷ đồng, đồng thời tổ chức dạy nghề và giải quyết việc làm tại chỗ cho hơn 100 lao động tại địa phương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đoàn Văn Việt ghi nhận và đánh giá cao tiến độ thực hiện dự án, đồng thời khẳng định ý nghĩa quan trọng, thu hút đầu tư và hoạt động của công ty bia đã góp phần tăng trưởng giá trị ngành công nghiệp của tỉnh, giải quyết tốt việc làm và tăng thu ngân sách cho địa phương. Ông Đoàn Văn Việt đề nghị lãnh đạo tập thể đơn vị chú trọng trong sản xuất, các ngành liên quan của tỉnh và chính quyền thành phố Bảo Lộc phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi đơn vị sản xuất, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Sau khi làm việc với 3 trường cao đẳng trên địa bàn tỉnh, hôm qua 21 tháng 6, đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội do ông Triệu Thế Hùng, phó chủ nhiệm làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ủy ban dân tỉnh Lâm Đồng về việc thực hiện chính sách pháp luật về luật giáo dục nghề nghiệp. Tham dự có ông Nguyễn Tạo, phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, ông Phan Văn Đa, phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, cùng lãnh đạo các sở ban ngành và đại diện các trường cao đẳng và trung tâm đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo tại buổi làm việc, hiện Lâm Đồng có 39 cơ sở giáo dục nghề nghiệp với hơn 1.000 cán bộ quản lý và giáo viên. Từ năm 2015 đến nay, kể từ khi luật giáo dục nghề nghiệp có hiệu lực, nguồn vốn đầu tư tài chính cho hệ thống giáo dục nghề nghiệp công lập của tỉnh là trên 152 tỷ đồng. Tổng số người học nghề tốt nghiệp toàn tỉnh là trên 150.000 người. Số lao động được hỗ trợ học nghề là trên 11.000 người, bình quân đào tạo 2.900 người một năm. Trong đó, lao động học nghề nông nghiệp gần 8.000 người, học nghề phi nông nghiệp là trên 3.800 người. Các đại biểu đã trao đổi về những khó khăn vướng mắc trong công tác đào tạo nghề và triển khai luật giáo dục nghề nghiệp tại địa phương hiện nay. Đó là công tác quản lý cũng như sự phối hợp giữa một số cơ quan chuyên môn liên quan đến hoạt động giáo dục nghề nghiệp còn chồng chéo, ngân sách địa phương và nguồn vốn hỗ trợ từ trung ương còn hạn hẹp, nên chưa đáp ứng được yêu cầu đào tạo. Tâm lý chung của xã hội còn mặc cảm đối với việc học nghề, nên chưa thu hút được đông lao động trong độ tuổi vào các cơ sở đào tạo nghề. Vì vậy, tỉnh Lâm Đồng đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, các bộ ngành liên quan tăng cường nguồn lực đầu tư cho các trường được lựa chọn ngành nghề trọng điểm của địa phương, hỗ trợ nguồn lực tổ chức đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, đảm bảo chỉ tiêu quy định. Tiếp tục đầu tư cho các trung tâm chưa được đầu tư theo chính sách quy định tại quyết định số 1600 của Thủ tướng Chính phủ, cần có cơ chế biện pháp thực hiện nghiêm các quy định hiện hành về hoạt động hướng nghiệp, phân luồng học sinh để đáp ứng yêu cầu phát triển cân đối, phù hợp với nhu cầu tuyển dụng, sử dụng lực lượng lao động xã hội. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Triệu Thế Hùng đã đánh giá cao công tác triển khai luật giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, cho rằng với hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư đã góp phần đẩy mạnh công tác giáo dục nghề nghiệp của tỉnh, không chỉ đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương mà cho cả khu vực Tây Nguyên. Bên cạnh đó, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội cũng đề cập đến những vướng mắc liên quan đến chủ trương trong phân luồng giáo dục, gây ra những hệ lụy khó quản lý hay việc nở rộ các trường đại học dẫn đến hạ điểm sàn trong tuyển sinh, khiến cho việc thu hút học sinh vào các trường nghề gặp nhiều khó khăn. Để làm tốt hơn công tác giáo dục nghề nghiệp trong thời gian tới, ông Triệu Thế Hùng đề nghị tỉnh Lâm Đồng cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền đến người dân, nâng cao nhận thức về lựa chọn trường nghề
sao cho phù hợp với năng lực. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp của tỉnh đẩy mạnh các nghề trọng điểm, có thương hiệu, đáp ứng được yêu cầu của thị trường. Ngoài ra, những ý kiến kiến nghị của địa phương nhằm tháo gỡ những vướng mắc của luật giáo dục nghề nghiệp sẽ được đoàn giám sát tổng hợp trình lên các bộ ngành trung ương và quốc hội để có giải pháp bổ sung hoàn thiện chính sách pháp luật về giáo dục nghề nghiệp để luật đi vào cuộc sống một cách có hiệu quả nhất. Sáng nay 22 tháng 6 đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Đà Lạt lần thứ 6, nhiệm kỳ 2019-2024. Với sự tham gia của 175 đại biểu, đại diện cho trên 22.550 đoàn viên thanh niên toàn thành phố. Đến dự đại hội có bà Huỳnh Thị Thanh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Đà Lạt, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trên toàn thành phố. Trong nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Đà Lạt đã tập trung triển khai đồng bộ hiệu quả nhiều cuộc vận động lớn, nhiều giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới, thanh niên thi đua cống hiến, thanh niên sống có trách nhiệm. Bên cạnh việc thường xuyên tuyên truyền với nhiều hình thức tuyên truyền đa dạng và phong phú, như tuyên truyền trên các trang mạng xã hội, các buổi sinh hoạt chi hội, tọa đàm, tuyên truyền xe loa, xem phim tài liệu, các cơ sở hội đã tổ chức được 33 buổi nói chuyện học tập cho gần 26.000 lượt thanh niên gắn với thực hiện Tuổi trẻ Đà Lạt, đẩy mạnh việc học tập và làm theo lời Bác. Trong chương trình ấm áp mùa xuân và xuân tình nguyện hàng năm, có trên 550 triệu đồng, 25.000 quần áo, 5 nhà nhân ái xây mới, 26 nhà nhân ái được hỗ trợ xây dựng và sửa chữa, trao đến cho các hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, cấp hộ cơ sở thực hiện nhiều công trình thanh niên, đường giao thông nông thôn, tổ chức khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí tặng quà cho bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo. Đồng hành với thanh niên thi đua lập thân lập nghiệp làm giàu chính đáng, trong giai đoạn 2014-2019 đã phối hợp tư vấn hướng nghiệp cho hơn 33.000 lượt thanh niên, giới thiệu giải quyết việc làm cho trên 6.000 thanh niên. Với khẩu hiệu Thanh niên Đà Lạt xung kích năng động sáng tạo, chung tay xây dựng thành phố phát triển toàn diện, bền vững văn minh hiện đại. Đại hội cũng đã đề ra nhiệm vụ chính của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Đà Lạt trong nhiệm kỳ 2019-2024 là nâng cao chất lượng tổ chức hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, xây dựng lớp thanh niên thời kỳ mới tâm trong trí sáng hoài bão lớn, đổi mới phát huy tối đa hiệu suất các mô hình phương thức hoạt động hội có sức thu hút đoàn kết tập hợp thanh niên, tăng cường công tác tập hợp thanh niên để tham gia tích cực vào các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Dịp này đại hội đã hiệp thương cử 33 đồng chí vào ủy viên ban chấp hành Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Đà Lạt khóa 6, nhiệm kỳ 2019-2024. Chị Nguyễn Đăng Khánh Phượng, Phó Bí thư Thành đoàn Đà Lạt, trúng cử chức danh chủ tịch. Bầu 17 đại biểu dự đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ 6, nhiệm kỳ 2019-2024. Đến thời điểm này, các đơn vị thành viên ở Lâm Đồng đã sẵn sàng mọi phương án để kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia đạt hiệu quả tốt nhất, là thông tin sẽ có trong phần tiếp theo của chương trình. Để đảm bảo kế hoạch đầu tư công, những tháng còn lại của năm 2019, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Lâm Đồng và các ngành chức năng tăng cường đôn đốc, chỉ đạo chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, tập trung hoàn thiện các hạng mục công trình, hoàn tất công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn. Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Lâm Đồng cho biết trong tổng số trên 2.870 tỷ đồng bố trí trực tiếp cho các công trình dự án đầu tư công xây dựng cơ bản trong năm 2019, thì tính đến hết tháng 6 tiến độ giải ngân thực hiện được gần 900 tỷ đồng, đạt trên 30% kế hoạch. Riêng 124 công trình dự án xây dựng khởi công mới với kế hoạch vốn trên 715 tỷ. Đến thời điểm này tiến độ giải ngân chỉ mới đạt trên 5,2%. Nguyên nhân của việc chậm tiến độ trong giải ngân thực hiện các công trình xây dựng cơ bản là do năng lực của một số chủ đầu tư còn hạn chế, thiếu kinh nghiệm trong thực hiện các công trình, các nhà thầu sau khi ký hợp đồng còn chậm triển khai. Ngoài ra, vướng mắc trong các thủ tục triển khai công tác giải phóng mặt bằng chậm cũng ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thực hiện giải ngân các công trình, nguồn vốn. Chính vì vậy, để đảm bảo kế hoạch đầu tư công những tháng còn lại của năm 2019, Sở Kế hoạch Đầu tư Lâm Đồng và các ngành chức năng tăng cường đôn đốc chỉ đạo chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, tập trung hoàn thiện các hạng mục công trình, hoàn tất công tác nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn. Riêng đối với các dự án khởi công mới, khẩn trương các thủ tục chuẩn bị đầu tư để tổ chức lựa chọn đơn vị thi công, sớm khởi công các công trình nhằm giải ngân vốn đầu tư đã được bố trí trong năm 2019. Thông tin trên lĩnh vực giáo dục, hiện nay hệ thống các trường đào tạo và du lịch tại thành phố Đà Lạt đủ khả năng đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cho nguồn nhân lực trong ngành. Trong những năm gần đây, với sự phát triển tốc độ ngày càng nhiều các loại hình du lịch, vì thế mà đòi hỏi số lượng lao động trực tiếp phục vụ ngành du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng ngày càng tăng. Hiện lao động phục vụ ngành du lịch trên địa bàn Lâm Đồng chiếm khoảng 11.700 lao động, trong đó lĩnh vực lưu trú 8.000 người, lữ hành hướng dẫn và vận chuyển khách 1.450 người.
khu điểm du lịch 2.220 người, cơ quan quản lý 30 người. Trong đó có 78% số lao động trực tiếp đã được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ chuyên môn và ngoại ngữ. Nguồn nhân lực du lịch có độ tuổi lao động từ 18 đến 35, chiếm hơn 60% tổng số lao động trực tiếp phục vụ du lịch, phù hợp với đặc điểm của ngành. Hệ thống các trường đào tạo về du lịch tại thành phố Đà Lạt đủ khả năng đáp ứng nhu cầu đào tạo bồi dưỡng cho nguồn nhân lực trong ngành. Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019, Sở Giáo dục Đào tạo Lâm Đồng được giao nhiệm vụ chủ trì với một số trường đại học cao đẳng tổ chức thực hiện. Bên cạnh việc chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giáo viên, giảng viên làm công tác coi thi, thì công tác phối hợp giữa các đơn vị thành viên trong Ban chỉ đạo kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia cũng hết sức quan trọng. Tất cả đều hướng đến một kỳ thi an toàn, minh bạch, nghiêm túc. Ghi nhận sau của phóng viên thời sự về công tác phối hợp giữa các đơn vị. Còn chưa đầy 2 ngày nữa, là gần 14.000 thí sinh bước vào kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019. Để kỳ thi đảm bảo đúng quy chế, minh bạch, khách quan, tạo niềm tin cho phụ huynh và học sinh. Ngoài sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo địa phương, thì công tác phối hợp giữa các thành viên trong Ban chỉ đạo kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia cũng đóng vai trò hết sức quan trọng. Toàn tỉnh cũng đã thành lập một hội đồng thi và các ban của hội đồng thi. Cơ sở vật chất, kỹ thuật cũng như các điều kiện phục vụ cho kỳ thi đều đảm bảo yêu cầu đặt ra. Đến thời điểm này, từng đơn vị thành viên đã sẵn sàng mọi phương án phối hợp một cách tốt nhất. Kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay, tỉnh Lâm Đồng đã huy động gần 2.000 cán bộ làm công tác coi thi tại 38 điểm thi ở các địa phương trong tỉnh. Trong đó, số lượng cán bộ của Sở Giáo dục Đào tạo Lâm Đồng hơn 1.200 người và hơn 700 cán bộ làm công tác thi của 3 trường đại học và một trường cao đẳng, đó là Đại học Đà Lạt, Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Giao thông Vận tải Cơ sở phía Nam và Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa Vũng Tàu. Nét mới của kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay, đó là các bài thi trắc nghiệm đều do trường Đại học Đà Lạt chấm thay vì Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh chấm như các năm trước đây. Do đó, áp lực và trách nhiệm của trường Đại học Đà Lạt cũng khá nặng nề. Cho đến hiện nay, thì giữa Ban chỉ đạo thi của tỉnh, hội đồng thi và phía trường Đại học Đà Lạt cũng như cả cái trường mà phối hợp với tỉnh Lâm Đồng thì đã có nhiều cuộc họp cùng với nhau để triển khai cái công việc. Thì về phía cái sự phối hợp giữa trường Đại học Đà Lạt và sở thì không chỉ năm nay mà 2 năm gần đây khi sở chủ trì chúng tôi cũng phối hợp rất là tốt. Mọi cái công tác thì chúng tôi đều hạn chế hết sức, tức là cái việc họp và quá những phải gặp gỡ trao đổi với nhau quá nhiều. Chúng tôi liên lạc trực tiếp qua điện thoại, qua email để chúng tôi giải quyết một công việc rất là nhanh chóng. Do đó là cái việc phối hợp giữa tỉnh, giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và trường đại học rất là tốt. Với sự phân công phần việc cụ thể từ Ban chỉ đạo kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2019, từng đơn vị liên quan đã sẵn sàng mọi công việc, đồng thời cũng vạch ra những phương án giải quyết các tình huống bất trắc có thể xảy ra. Đến thời điểm này đã huy động đầy đủ lực lượng công an để đảm bảo an ninh cho kỳ thi. Đối với Sở Y tế thì đã huy động các nhân viên y tế của từng địa phương chuẩn bị sẵn sàng để phục vụ đảm bảo sức khỏe cho các học sinh tham gia dự thi. Cùng bên đó thì cũng phối hợp với Điện lực Lâm Đồng, công ty cấp thoát nước và một số đơn vị khác chuẩn bị đảm bảo đầy đủ điện và nước, các điều kiện cần thiết. Thì đến thời điểm này thì công tác phối hợp đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để sẵn sàng đáp ứng cho kỳ thi diễn ra trong thời gian sắp tới. Chỉ đạo các đơn vị là điểm thi đã chuẩn bị đầy đủ các cơ sở vật chất, các trang thiết bị cần thiết. Và sở cũng đã chủ động triển khai các đoàn kiểm tra. Thì đến thời điểm này thì các đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ, đảm bảo là cho các điểm thi đầy đủ các điều kiện để tổ chức kỳ thi. Cùng với những nỗ lực của ngành giáo dục và đào tạo Lâm Đồng, sự phối hợp nhịp nhàng của các đơn vị thành viên trong Ban chỉ đạo tỉnh cũng là sự nỗ lực cố gắng của các thầy cô giáo và các em học sinh. Tin tưởng rằng thí sinh của Lâm Đồng sẽ bước vào kỳ thi với sự tự tin, chủ động và đạt được kết quả như mong đợi. Những nội dung chính trong phần tin trong nước: cần thay đổi cách thức sản xuất manh mún nhỏ lẻ, tham gia vào các mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã để giảm bớt khó khăn về vấn đề đầu ra.
Theo báo cáo của Chính phủ gửi đến Quốc hội, đến thời điểm hiện nay, Trung ương đã phê duyệt phương án sắp xếp xử lý 10.359 cơ sở nhà đất của 38 bộ, ngành, cơ quan Trung ương. Phương án đã giữ lại tiếp tục sử dụng 9.410 cơ sở theo đúng quy hoạch, điều chuyển 561 cơ sở từ nơi không còn nhu cầu sang nơi có nhu cầu sử dụng, chuyển giao về địa phương 138 cơ sở, tạm giữ để tiếp tục xử lý 79 cơ sở, bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất 51 cơ sở, thu hồi 10 cơ sở, chuyển mục đích sử dụng đất 5 cơ sở. Đối với cơ sở nhà đất do địa phương quản lý, từ ngày 8 tháng 3 năm 2007 đến nay đã phê duyệt 71.589 cơ sở nhà đất, trong đó giữ lại tiếp tục sử dụng 68.144 cơ sở, bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất 843 cơ sở, điều chuyển 813 cơ sở, thu hồi 243 cơ sở, chuyển giao về địa phương 136 cơ sở và tạm giữ để tiếp tục xử lý 38 cơ sở. Bộ trưởng Bộ Công Thương vừa ký quyết định áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim được cán phẳng, được sơn, được mạ hoặc không mạ có xuất xứ từ Trung Quốc và Hàn Quốc với mức thuế suất cao nhất lên đến gần 35%. Trong đó, sản phẩm xuất xứ từ 20 công ty của Trung Quốc bị áp thuế chống bán phá giá tạm thời từ 3,45% đến 34,27%. Sản phẩm xuất xứ từ 3 công ty của Hàn Quốc bị áp thuế 4,48% đến 19,25%. Trước khi bị áp thuế chống bán phá giá tạm thời, các sản phẩm này chỉ chịu mức thuế ưu đãi từ 5 đến 10%. Bộ Công Thương cho biết, biện pháp chống bán phá giá tạm thời có thời hạn áp dụng 4 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực và có thể được gia hạn hoặc bổ sung ngân sách. Sau khi biện pháp chống bán phá giá tạm thời này được áp dụng, cơ quan điều tra sẽ tiến hành các bước triển khai điều tra và công bố kết luận điều tra cuối cùng, dự kiến vào cuối năm 2019. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua, các cấp hội nông dân tỉnh Khánh Hòa đã đẩy mạnh công tác tập huấn, dạy nghề kỹ thuật, chăm sóc cây trồng, vật nuôi đúng cách, hiệu quả cho hội viên. Nhiều địa phương cũng từng bước thay đổi cách thức chuyển giao kỹ thuật bằng việc xây dựng các mô hình sản xuất ngay tại địa phương hoặc trong từng hộ gia đình. Từ đó, giúp nông dân nắm vững kỹ thuật, tự tin áp dụng vào quá trình sản xuất. Sau dạy nghề, nhiều mô hình sản xuất được triển khai và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đào tạo nghề cho hội viên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa chú trọng thực hiện những năm gần đây. Hàng năm, Hội Nông dân mở từ 10 đến 20 lớp dạy nghề với nhiều lĩnh vực như chăn nuôi, thú y, trồng và chăm sóc cây ăn quả, trồng hoa cây cảnh, nuôi trồng thủy sản. Các lớp nghề cũng hướng đến việc phát triển các loại nông sản thế mạnh tại địa phương. Với cái phương thức dạy thì chủ yếu là cầm tay chỉ việc và chú trọng vào cái việc thực hành và xây dựng cái mô hình tại cơ sở, tại lớp nghề. Để rồi qua đó thì học viên thao tác ngay trên mô hình, thực hành ngay trên cái mô hình đó để chú tâm vào cái vấn đề là huấn luyện cái kỹ năng cho lao động nông thôn, đặc biệt là nông dân. Theo thống kê, có trên 80% học viên tham gia lớp tập huấn có việc làm hoặc tự tạo việc làm bằng chính nghề đã học. Song song với công tác dạy nghề, Hội Nông dân các cấp cũng đẩy mạnh việc hỗ trợ nông dân tiếp cận các nguồn vốn vay khi tham gia lớp học, nhất là nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân, góp phần tăng hiệu quả kinh tế các mô hình được xây dựng. Từ đó, nông dân cũng tin tưởng, mạnh dạn áp dụng những kỹ thuật đã được học vào trong quá trình sản xuất. Chúng tôi cũng đã giải ngân vốn cho một số cái lớp học, ví dụ như là cái lớp ở Ninh Sơn, về rồi là ở lớp ở Ninh Thượng, chúng tôi cũng đã cái hỗ trợ cho cái vốn quy trọng dân 300 triệu đồng trên cái tổ hợp tác trồng dâu nuôi tầm của Ninh Thượng. Sắp tới đây chúng tôi tiếp tục là hỗ trợ cho cái vốn mà chúng tôi sẽ mở lớp ở Ninh Phú về cái lớp thực phẩm. Với sự phát triển của kinh tế thị trường, nhu cầu tham gia lớp dạy nghề của nông dân cũng có sự thay đổi, không chỉ quan tâm đến yếu tố kỹ thuật mà còn chú trọng hơn đến việc kinh doanh sản phẩm sao cho hiệu quả. Do đó, tại các buổi tập huấn, Hội Nông dân cũng chú trọng tuyên truyền, vận động hội viên thay đổi cách thức sản xuất manh mún nhỏ lẻ, tham gia vào các mô hình tổ hợp tác xã. Điều này vừa giúp nông dân giảm bớt khó khăn về vấn đề đầu ra, vừa thuận lợi tiếp cận các nguồn vốn vay với kinh phí lớn hơn.
Phần cuối của bản tin thời sự tối nay, phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp là giải pháp để khẳng định giá trị nông sản Lâm Đồng trong định hướng phát triển nông nghiệp bền vững của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, trong xu hướng phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế hội nhập, thì loại hình kinh tế tập thể mà trong đó nòng cốt là các hợp tác xã, tổ hợp tác, được xác định là hướng đi tất yếu và đóng vai trò then chốt để làm chuyển biến một nền kinh tế nói chung. Vì vậy, trong thời gian qua, Lâm Đồng đã có những chính sách cụ thể, cũng như những chương trình hỗ trợ sát với thực tiễn, để kinh tế tập thể địa phương phát triển và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, vẫn còn đó không ít những khó khăn, thách thức cần tháo gỡ để kinh tế tập thể phát huy đúng tiềm năng, thế mạnh của mình. Chúng ta cùng tìm hiểu nội dung này qua các mô hình kinh tế tập thể nông nghiệp. Nông nghiệp là một trong những nhóm ngành của kinh tế tập thể phát triển mạnh mẽ và hiệu quả nhất của Lâm Đồng, với 225 hợp tác xã, 300 tổ hợp tác, chiếm trên 70% tổng số hợp tác xã, tổ hợp tác toàn tỉnh. Tuy nhiên, bản thân các hợp tác xã này cũng tồn tại không ít khó khăn. Trong đó, đáng kể nhất là vấn đề thiếu vốn, thiếu tính liên kết chặt chẽ trong sản xuất. Hợp tác xã Thành Nghĩa, huyện Đơn Dương là một hợp tác xã có tuổi đời hơn 40 năm, từ thời kỳ bao cấp cho đến thời kỳ hiện nay là hợp tác xã kiểu mới. Đến nay, số lượng hơn 190 thành viên tham gia sản xuất rau thương phẩm trên 89 hectare, nhưng sản lượng nông sản bán qua hợp đồng của hợp tác xã chỉ chiếm chưa đầy 3%. Số còn lại, nông dân phải tự tìm đầu ra và bán trôi nổi trên thị trường. Nếu mà có giá là cỡ trồng lên hợp đồng cỡ 1.000 ba gốc là dân sẽ bán cho con buôn, mà nếu mà không có giá thì chăm nó tới 2 tuần có giá thì bán, nếu mà 1.500 hay là 1.700 là cũng bán luôn, mà nếu không có giá thì để chăm tới 1 tháng hơn 1 tháng mới bán, tùy theo giá cả. Vậy bán như vậy có hợp đồng hay là chỉ có nói miệng với nhau? Chỉ nói miệng thôi, dụ mình kêu người buôn là giờ thảo này là coi được thì bán, mà nó coi được mà nó trẻ. Ngoài khó khăn về đầu ra, các hợp tác xã nông nghiệp còn khó khăn về nguồn vốn đầu tư sản xuất và không có tài sản thế chấp khi vay vốn. Ngay cả trụ sở làm việc của các hợp tác xã hầu hết đều tạm bợ, thuê mượn. Trong lúc đó, năng lực lãnh đạo của các lãnh đạo còn hạn chế do hầu hết là người lớn tuổi, không có trình độ chuyên môn cao. Đó là chưa kể đến một số khó khăn của thực tiễn sản xuất do điều kiện đất đai, phân tán, đồi núi dốc và các tác động của tình hình dịch hại và giá cả thị trường ngày càng gay gắt, làm ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của hợp tác xã. Để tháo gỡ những khó khăn cho các hợp tác xã, tổ hợp tác nông nghiệp, trong thời gian qua, ngành chức năng Lâm Đồng cũng đã có nhiều chính sách hỗ trợ phát triển, trong đó chú trọng công tác đào tạo, tập huấn, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ, làm công tác quản lý và chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân. Nhiều hợp tác xã nông nghiệp đã ứng dụng các công nghệ hiện đại vào sản xuất như công nghệ tưới thông minh, công nghệ truy xuất nguồn gốc nông sản. Điều quan trọng là các thành viên hợp tác xã đã tiếp cận được các phương thức sản xuất hữu cơ theo hướng sạch, an toàn. Vì vậy, các mặt hàng này luôn có đầu ra theo hợp đồng ổn định. Sản xuất cái quả cam sạch thì trước hết là ta đi dinh dưỡng, ta đi hữu cơ. Thứ nhất là cam khoảng độ bằng ngón chân cái là ta phải đi tưới đậu tương ngâm, rồi cá. Đấy, rồi nếu mà đánh thuốc thì mình phải đánh đến đúng cách, đúng lúc. Nhà vườn chúng tôi cũng liên kết với các công ty và các siêu thị để đi ra đầu, làm ra được nhiều sản phẩm để đầu ra cho bền vững. Theo nhận định của ngành chức năng, trong thời gian tới, Lâm Đồng không tránh khỏi biến động của giá cả nông sản thế giới, vẫn có xu hướng giảm, gây khó khăn đầu ra cho nông sản Việt Nam nói chung và Lâm Đồng nói riêng. Tình trạng nhập lậu hàng nông sản không rõ nguồn gốc diễn ra phức tạp, tạo ra áp lực cạnh tranh đối với các mặt hàng nông sản trong tỉnh. Vì vậy, hợp tác trong phát triển kinh tế là xu hướng tất yếu. Trước thực tế đó, Lâm Đồng đã có các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể nông nghiệp với các hình thức hỗ trợ vốn vay ưu đãi, xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm, tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh. Đặc biệt đối với các mặt hàng nông sản cần sản xuất theo xu hướng sạch, an toàn bằng các chuỗi liên kết khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ thông qua hợp đồng. Tuy nhiên,
có nhiều khó khăn bản thân các xã viên và hợp tác xã không thể tự giải quyết được mà cần có sự hỗ trợ của ngành chức năng và chính quyền các cấp. Tăng cường mạnh mẽ hơn nữa công tác quản lý nhà nước và cái vai trò phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp trong việc đổi mới và phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn. Cái nhóm thứ ba là chúng ta tập trung tổ chức triển khai có hiệu quả luật hợp tác xã 2012. Chúng ta tiếp tục nghiên cứu đề xuất với Trung ương cũng như tỉnh bổ sung thêm các chính sách ưu đãi tạo điều kiện cho các loại hình kinh tế tập thể phát triển, trong đó chú trọng nhất là chính sách tiếp cận thị trường rồi tiếp cận các nguồn vốn. Thứ hai là chúng ta cần đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ, bố trí thêm các nguồn lực của địa phương cho công tác hỗ trợ các hợp tác xã. Thứ ba và cũng theo tôi là cũng rất quan trọng là đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, chính vì nó xuất phát từ cái trình độ năng lực của hầu hết cán bộ quản lý cấp xã hiện nay còn đang thấp, cho nên công tác tư vấn sắp tới cần phải đưa lên một cái vị trí nó tương xứng. Và cái cuối cùng là phải tiến hành các cái hoạt động hỗ trợ đồng bộ phù hợp với nhu cầu thực tế. Xu thế hội nhập toàn cầu hóa là sự cạnh tranh gay gắt giữa nền kinh tế các quốc gia. Biến đổi khí hậu có xu hướng diễn biến nhanh hơn và tác động ngày càng mạnh mẽ. Vì vậy, hợp tác trong phát triển kinh tế nói chung và trong lĩnh vực nông nghiệp nói riêng là xu hướng tất yếu. Và phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp là giải pháp để khẳng định giá trị nông sản Lâm Đồng trong định hướng phát triển nông nghiệp bền vững của địa phương. Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 2019, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và toàn thể viên chức, người lao động của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng vui mừng được các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đại diện lãnh đạo của Ủy ban Văn hóa Giáo dục, Thanh thiếu niên Nhi đồng của Quốc hội, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, thành phố Đà Lạt, huyện Đức Trọng, huyện Lâm Hà, Học viện Lục quân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Tư lệnh Hải quân vùng 4, Công an tỉnh, Hội cựu chiến binh tỉnh, Kiểm toán Nhà nước khu vực 8, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn, Công ty Nhôm Lâm Đồng, Agribank Lâm Đồng, Đại học Đà Lạt, Đại học Dệt Sen Đà Lạt, Hiệp hội Hoa Đà Lạt, Mai Linh Đà Lạt, Công ty VTC Digital, Công ty Alpha, Công ty TTC Lâm Đồng, Công ty Điện lực Lâm Đồng, Vinaphone, Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Trường Cao đẳng nghề Đà Lạt và nhiều cơ quan đơn vị trong và ngoài tỉnh đã đến chia vui, tặng hoa và chúc mừng. Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng xin trân trọng cảm ơn tình cảm chân thành quý mến của các cơ quan, đơn vị, địa phương đã dành cho đài. Đây là nguồn cổ vũ khích lệ và là động lực to lớn để Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng phát huy truyền thống vẻ vang, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Lâm Đồng giao phó, xứng đáng là cơ quan báo chí chủ lực và quan trọng của địa phương. Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ về mọi mặt của các cơ quan, đơn vị, địa phương để hoàn thành thật tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần đắc lực và kết quả phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự tối nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.